Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng các vị trí móng cột cho dự án quan trọng quốc gia đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Đối trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng cho hành lang an toàn đường dây tải điện này đang xuất hiện một số khó khăn vướng mắc khi triển khai rà soát nguồn gốc đất thổ cư. Gia đình anh Khúc Chí Hùng hiện đang kinh doanh siêu thị mini và sinh sống ổn định tại ngôi nhà rộng 200m² ở thôn Xuân Đào, xã Lương Tài. Tuy nhiên, hành lang an toàn lưới điện đường dây 500 kV mạch 3 sẽ đi chéo qua phần phía sau của ngôi nhà. Gia đình anh Hùng sẽ phải tháo dỡ phần diện tích 82m² của ngôi nhà cho dự án. Do kết cấu ngôi nhà bị phá vỡ, diện tích còn lại không đủ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, nên anh mong muốn và đề xuất được tạo điều kiện tái định cư ra vị trí khác. Tuy nhiên, trên hết, anh vẫn có tinh thần ủng hộ dự án, chấp hành chính sách quy định của nhà nước. Gia đình cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt về dự án này. Cái diện tích mà phải thu hồi, cắt chéo hình tam giác, còn lại một nửa hình tam giác. Cái diện tích này mà gia đình sử dụng thì nó rất là khó khăn. Nhất là một cửa hàng mình sống về cái kinh doanh bán hàng này. Thì cái nguyện vọng của gia đình, các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét là tạo quyền giúp đỡ cho gia đình thu hồi lốt cái diện tích đất còn lại và cho gia đình tái định cư. Trong phạm vi hành lang đường dây 500 kV mạch 3, tổng số hộ nằm trong diện phải giải tỏa mặt bằng và đủ điều kiện tái định cư tại xã Lương Tài là 4 hộ, trong đó thôn Xuân Đào và thôn Nhật Tảo, mỗi thôn có 2 hộ. Đối với các hộ dân thì đã kiểm đếm các cái tài sản trên đất và các bước tiếp theo thì cũng đang xác định cái vị trí tái định cư cho một số hộ. Thì đối với các hộ thì cũng rất đồng tình, ủng hộ đối với cái chủ trương. Thị xã Mỹ Hào có 11 hộ thuộc phường Minh Đức và xã Hòa Phong nằm trong diện tích giải phóng mặt bằng. Mặc dù chỉ có 4 hộ thuộc diện tái định cư, song theo lãnh đạo xã Hòa Phong lại xuất hiện tình huống hy hữu. Anh Vũ Văn Thọ trúng đấu giá lô đất số 14 nhưng lại xây dựng trên lô đất số 21, nơi người khác trúng đấu giá đã bỏ cọc. Việc xây nhầm nhà trên đất không phải của mình đang được xác minh làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan. Bên cạnh các hộ rõ ràng về diện tích, tài sản trên đất đã được kiểm kê, thì việc phát sinh những trường hợp như trên gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án quan trọng quốc gia đường dây 500 kV mạch 3.